Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em giới thiệu cho cô chú anh chị biết cái bộ bạc đạn lắp và thông số của bạc đạn lắp của chiếc Lít 110. Thì cô chú anh chị rất là nhiều cô chú anh chị hỏi mình, thì mình cũng không nhớ đâu cô chú anh chị chịu khó mà cái clip của mình đang ngồi lấy cái chiếc mình ghi ra giúp mình. Thì tại sao mình thay cái bộ lắp và cái bộ bạc đạn như thế này là do nè, cô chú anh chị để ý nè, đây là có cái ống thông hơi nè, cái ống thông hơi của bộ lắp mà vô tình cô chú anh chị đi rửa xe hay làm gì đó người ta cào ra mất đi, nó sẽ trống một cái lỗ như thế này, nó sẽ vô nước, nó làm hư cái bộ nhôm hú của mình. Rất là nhiều xe bị, nhất là AB đâu. Có chính gì để ý, tất cả các dòng xe ga sẽ có cái ống thông hơi, nghĩa là cân bằng áp suất trong cái bầu nhớt của cái bộ nhôm hú nè, nó cắm vô lọc gió. Mà thường rửa xe người ta bươi ra ở ngoài nè, để ý đi, mình nói xong nghe clip mình về coi cái xe mình, nhiều khi người ta rửa xe người ta bươi á, thường nó cắm vậy cái nó gớt ra ngoài, cái rửa xe cái vòi bắn trực tiếp vô thì nó sẽ vô nước, hoặc là như trống như vậy là tự động nó vô rất là lẹ. Coi chứ chị nghe nè, coi như nhiều khi vậy mà chết nguyên cái bộ nhôm hú của mình uổng tiền nè. Đây nè, dao thì cái phương án như thế này nè, cái phương án thì mình chia sẻ một cái phương án luôn tại sao và sử dụng cái phương án này. Tại cái dòng xe này đối với cô chú chị mua hồi xưa có thể là mấy cây vàng hay gì đó là mình không biết, nhưng mà nói thật sự bây giờ cái giá trị xe nó không còn như cái gì, nói thẳng ra không còn, thì mình cân nhắc mình sửa chữa, mình đừng có làm gì mà quá tai. Thì á, mình là ưu tiên cái bộ như thế này nè, mình sử dụng bạc đạn đứng đầu như có gì, đứng đầu là ngành là bạc đạn là chỉ có nè Natri nè, Koyo nè, SKF nè, NTN nè, thì mình chọn một trong những cái thương hiệu xịn đó vừa túi tiền thôi, còn xuống cấp mà tốt 9-10 so với những cái thằng này phải là TBI chính hãng. Thì đây là mình giới thiệu một cái bộ, thì tất cả các bạc đạn trong đây gồm có 6 cái, trừ cái bạc đạn bánh xe này ra, cái bạc đạn ngay cái cốt bánh xe này ra là 6004 như cái gì đây nè, 6004 nha. Mình coi kỹ lên coi, mình chùi chùi lại mình nói thông số cho cô chú anh chị xem. Thì cái bạc đạn bánh xe này có thể là không mua tại vì nó không tiếp xúc với cái phần nước thì nó không hư. Rồi cô chú anh chị, 6004. Rồi cái bạc đạn bánh xe là 6004 nha, là một cái nha, một cái này là mình không có thay, mình sẽ thay 6 cái trong cái hệ thống, trong cái máy, cái bầu kia. Thì á, nó mình xài Natri rồi đứng đầu nha anh chị, đứng đầu rồi, mình xài gì đó mình đứng đầu luôn. Hai cái phốt nè, một cái phốt trục lắp ngay đây, một cái phốt bên cái cốt lắp ra, là cô chú anh chị lấy thông số cho mình nha. Một cái camera 2M nha, chịu khó coi nha quý chị. Một cái là 6204 CM là bạc đạn trống, anh em không biết mua bạc đạn bít mà cãi ra là cái gạo liền. Một cái là 6, lấy nét không được rồi chứ gì. Một cái là 6004, một cái là 6202, nhớ giùm mình nha, lấy thông số vô lại, 6201 là hai cái nè, và 6301 là một cái nè, 6301 là một cái. Và bộ lắp của Trung Quốc, loại nó tốt là được rồi, chứ mua chính hãng nữa thôi đi bán xe luôn đi đó. Mình làm xe mình dám công khai cho các bạn xem luôn á, nghĩa là khách mình là mình tin tưởng mình hầu như là hoàn tuyệt đối các bạn, mình không có làm gì, mình thay đúng vậy. Trung Quốc lấy tiền Trung Quốc, chính hãng lấy tiền chính hãng. Chính hãng thì các bạn cân nhắc nha, chính hãng nhiều khi thay xong mắc hơn chiếc xe á. Mà chính hãng và nhông hú không có ai bao hết, nhông hú mình nói thẳng tất cả mặt hàng mình bán ra không có bao ai cái gì hết á, và mình mua nhông hú người ta cũng không bao mình, lời ăn lỗ chịu đó. Nhông hú nè, mua gì nè cũng không ai bao mình hết nha, lời ăn lỗ chịu. Chứ tối ngày đi sửa xe mà bắt người ta bao này bao kia là mình ghét nhất các bạn. Bao để xe vậy chạy luôn cho rồi đi, sỏi bao, bao với bảo hành, bao với khuyến mãi họ sợ có được đó. Trung Quốc là loại xịn, loại ấy là chủ yếu là bộ lắp Trung Quốc không bao giờ nó hú luôn. Hú là do kỹ thuật của chứ anh chị, vô kém qua nó hú thôi. Mình nói thẳng câu kỹ thuật không có, mà đi mà vô á, nhất là người tiêu dùng mua mà vô bộ nhung hú, hoặc là anh em yếu tai là vô nó hú. Rồi mình xin cảm ơn. Thì đây là xịn nha, mình cắt cho cô chú anh chị xem một cái nè, xịn. Tại sao mà sử dụng bạc đạn có độ dơ? Tại vì á, bạc đạn có độ dơ là nông trong ép ngoài,
đối với những cái đồ trong máy là đúng phải là đạn có độ dơ. Nhưng cô chú anh chị này, và đạn có độ dơ là khi mà cô chú anh chị biết sao xịn là có cái chất của xịn kéo không cũng làm nghề với cái kéo thấy quải quá. Bạn đạn có độ dơ cô chú anh chị lắc như nè, lắc nó sẽ kêu cọc 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 nha, mình chịu khó lắc là nó sẽ kêu hết nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy nè, Nachi đó, thì những cái thông số này cô chú anh chị nên giữ lại, sau này mình có bán phụ tùng hay mình làm nghề gì đó thì mình ấy nha cô chú. Đây là xuất xứ Thái Lan, made in Thái Lan, đây mình thấy made in Thái Lan rồi. Mình xin cảm ơn các cô chú anh chị.